Cái bà kia. Tôi hỏi bà, bà giặt cái áo kiểu gì đây? Mẹ giặt rồi mà. Giặt rồi á? Mà cái mùi này rõ ràng là cái mùi cọ bồn cầu mà. Có phải bà giặt quần áo bói nước cọ bồn cầu đúng không? Con dặn mẹ là cho cái nước màu xanh xanh thì mẹ làm đúng như con dặn mà. Tôi bảo là cái nước giặt của nó màu xanh xanh chứ không phải là cái chai màu xanh. Bà bị điếc à? À, nó có chữ ở trên đấy. Sao bà không đọc à? Bà mù à? Nhưng mà mẹ đâu có biết chữ hả con? À, mà tôi quên mất nhở. Bà sống từ ngần hay tuổi mà chữ không biết đọc, bà không thấy nhục à? Con thì con đừng nói mẹ thế. Mẹ có muốn như thế đâu. Nào cũng lý do đi chợ. Tôi nói cho bà biết đi, bà không hợp sống ở trên này đâu. Bà cút về nơi xó quê của bà đi. Còn cái áo này nữa, bà giặt lại cho tôi. Con ơi, đây là tiền thừa. Cái gì đây? Sao tháng này hết nhiều tiền điện thế? Mẹ không biết. Người ta trả lại mẹ ngần này. Thế bà có cầm lại hóa đơn không? Hóa đơn gì hả con? Thì người ta có đưa lại cho bà cái gì không? À, có. Đây. Mà mẹ không biết, người ta đưa lại cho mẹ người này. Trời ơi là trời, bà để tôi phải tức điên bao giờ nữa. À, bà, con có làm sao? Bà ra lấy ngay cái lọ thuốc cho tôi. Ở chỗ nào hả con? Ở đằng kia kìa. À, tôi quên mất, mà thuốc hết rồi. Bà chạy ra mua lọ thuốc đau dạ dày với tôi. Cầm tiền đi mua nhá. Rồi, bà đi mua cho tôi nhanh lên. Con ơi, thuốc đây rồi con. Để mẹ đi lấy nước nhá. Bà mua cái thuốc gì đấy? Tôi bảo bà đau dạ dày mẹ, chắc là do lạm dụng thuốc tây nhiều quá. Thỉnh thoảng hay bị quặn như thế. Mẹ lại, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao, cũng là tại mẹ hết đấy. Nó đau như thế, mẹ đi mua thuốc về lại mua nhầm, nó không uống được làm sao nó chả tức. Con cũng chế lắm đấy ạ, nhưng mà thấy cô ấy đau như thế, chẳng nhẽ con lại. Thôi, con đừng làm gì nó nhá. Tại mẹ hết đấy, lỗi là tại mẹ, chỉ vì mẹ. Mẹ, con đưa mẹ lên đây, mẹ có thấy khổ không ạ? Không, mẹ vui lắm. Mẹ lên đây với con, mẹ sướng mà. Con ơi, đây, mẹ,
mẹ có lấy ít lá mơ lông dã ra lấy ít nước cho con Linh nó uống. Ở dưới quê mình ấy, đau dạ dày, người ta uống cái lá mơ này đều khỏi cả. Con mang vào cho con Linh uống xem thế nào. Nhà mình có máy xay sinh tố, sao mẹ không cho vào máy mà xay? Dã tay làm gì ạ? Mẹ dã tay quen rồi. Với lại đồ nhà con ấy, hiện đại quá, mẹ không biết sử dụng thì mẹ lại làm hỏng mất thôi. Đi, mang vào cho nó đi. Dạ. À con. Sao mẹ? Mình bảo với nó là con làm nhá. Đừng nói là mẹ dã, không rồi nó lại không uống đâu. Dạ vâng, con biết rồi. Ừ. Em đã đỡ chưa? Mà lại ra đây ngồi. Em uống hết cốc thuốc của anh, em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi. Em có thấy mẹ đâu không? Cả ngày hôm nay anh không thấy. Em cũng không biết nữa. Alo em đây. À, anh nói cái gì à? Mẹ em bị tai nạn á? Dạ vâng vâng, em đến ngay ạ. Bà dậy mà ăn cháo đi. Con cứ để đấy cho mẹ. Mà bà vô tích sự vừa thôi nhá. Bà biết vừa là tôi đang bị ốm, đã thế lại còn hay đi ra ngoài đường để xe đâm cho. Què chân, sao không chết quách luôn đi. Mẹ về đây để tôi hầu à? Ông kìa con. Đừng con ơi. Tôi không à. Cô dám đối xử với mẹ tôi như thế à? Khốn nạn cái gì? Anh cũng biết là mẹ anh mù chứ. Xong rồi mẹ anh còn đảo lộn cuộc sống của tôi bao ngày rồi anh biết không? À, mẹ tôi mù chứ. Bà làm học của cô bao nhiêu thứ, nhưng mà ít ra ấy, cái tâm của mẹ tôi không thối nát như cô. Anh, cô có biết cái này là cái gì không? Hả? Thì con, cái gì tôi cũng không quan tâm. Cái thứ nước mà cô uống hàng ngày ấy là do mẹ tôi làm đấy. À, bà không biết đọc, bà cũng không biết đường. Vì lo lắng cho cô mà bà phải đi tìm cái thứ lá này. Để rồi mẹ tôi phải gặp tai nạn như thế đấy. Nếu cô còn là con người, cô thử nghĩ xem cô có xứng đáng là con dâu của mẹ tôi không. Xin lỗi mẹ. Con, con sao đâu con ạ? Mời vào. Sao hôm nay em lại tới đây? Công ty của người yêu em làm, chẳng lẽ em không được tới à? Được, nhưng mà hôm nay anh bận. Anh, lúc nào cũng bận. Hôm nay ấy, em muốn anh đưa em đi mua sắm cơ. Không được rồi. Một đống giấy tờ này. Mà nữa, sắp đến giờ anh đi họp hội đồng quản trị rồi. Đi một mình nhá. Em không chịu đâu. Thôi ngoan, hôm nay đi một mình, không khác anh buồn nhá. Đi rồi. Ghét anh. Alo, bố à? Bố ơi, anh Khánh anh ấy chẳng chiều con gì cả. Bố bảo anh Khánh đi. Con không chịu đâu. Vâng ạ.
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý va vào cô đâu. Xin lỗi á? Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày bị què chứ không phải là bị mù. Cô hơi quá lời đấy. Tôi nói là tôi không cố ý. Cô dám nói ạ? Chị dám tát tôi à? Vẫn cãi tiếp á? Tát lần đầu là lỗi của cô, nhưng để chị đánh tôi lần nữa là lỗi của tôi đấy. Hả? Mày cũng giỏi nhở? Mày còn dám động vào tao cơ đấy. Mày là cái thứ gì? Chị là ai? Chị là ai mà dám coi thường khác như thế à? Thế còn mày là cái thứ gì? Sao lại tự tiện xông vào đây? Tôi vừa ở quê lên, tôi mới gặp chủ tịch. Ở quê? Biết ngay mà. Ở quê mới có mấy kiểu như này. Tao nói cho vuông nhá, chủ tịch ý không rảnh để gặp những cái hạng người như mày. Mày biết chưa? Thế chị là ai? Chị là ai trong công ty này mà dám lên mặt như thế à? Hỏi là ai à? Vậy đây xin tự giới thiệu nhé. Đấy là người yêu của anh Khánh, cũng tức là phu nhân của tập đoàn Ham TV đấy. Hóa ra là vậy. Tôi không ngờ mắt anh Khánh chọn vợ lại kém cỏi như thế. Này, cậu nói cái gì? Tôi nói ai thì chị tự hiểu. Mày, này, mày cút, cút mau cho tao. Anh Khánh ấy, anh ấy không rảnh để tiếp những cái loại mặt hạng như mày, hiểu chưa? Chị, với cả cái công ty này không có cái vị trí nào cho những thằng què cụt như mày đâu. Chị, mày mau cút ra khỏi công ty này cho tao, cút. Chị cứ chờ đấy. Chẳng qua cũng chỉ là cái thằng vừa què, vừa ngu, vừa bẩn thôi mà. Lại là chị à? Lại là mày. Tao nói cho mày biết nhá, bây giờ ướt hết cả bộ quần áo của tao rồi, mày đền đi. Lỗi là ở chị mà, đâu phải ở tôi. Mày đổ lỗi cho tao á? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Xin lỗi tao đi. Tôi không bao giờ phải xin lỗi. Quỳ xuống. Sao cơ? Quỳ á? Tôi không bao giờ quỳ. Không quỳ á? Mày không ngã, để tao giúp mày ngã. Chị dám làm thế với tôi à? Cái gì? Mày lại còn vênh mặt lên với tao á? Mày có thấy không? Vừa nghèo vừa khuyết tật như mày, mày chỉ là cái gánh nặng của cái xã hội này thôi, mày hiểu chưa? Chị hơi quá lời rồi đấy. À, lại còn quá lời à? Mày có biết mày dư thừa trong cái xã hội này không? Hả? Không ai nói cho mày biết à? Tốt nhất ý là mày nên chết đi cho nó rảnh nữa. Chị, mày nghe chưa? Chị thôi đi. Dừng lại. Cô làm cái trò gì vậy? Anh. Em. Anh ơi, nó va vào em, bây giờ ướt hết được quần áo em rồi. Em bắt nó quỳ xuống để xin lỗi đấy. Cái gì? Quỳ xuống để xin lỗi á? Đúng. Anh xem nhá, bộ quần áo này của em thì đắt tiền, em bắt nó đền và quỳ xuống xin lỗi là chuyện đương nhiên. Cô muốn đền phải không? Cô cần bao nhiêu? Tôi đền cho cô. Anh, sao lại nói như thế? Anh nhìn nó này, vừa nghèo vừa hèn, đã thế lại còn khuyết tật nữa chứ. Phải, nghèo hèn, nó nghèo hèn, tôi cũng nghèo hèn. Cô biết vì sao không? Đó. Bởi vì nó là em trai tôi đấy. Em trai á? Anh ơi, em không biết đấy là em trai của anh. Tôi không ngờ cô là con người thế đấy Linh ạ. Đừng nói là với em tôi, cô đối xử như thế, và cho dù là người ngoài tôi cũng không chấp nhận được. Anh, em không biết người này là em trai anh. Này, có bị tai nạn nên bị liệt một chân, tôi sẽ chữa chạy cho nó. Nhưng cô biết không,
liệt về thể xác còn chữa được, thế như cô á, liệt về tâm hồn thì chịu, không chữa được. Anh nói cái gì đấy? Tôi tưởng cô thông minh lắm cơ mà. Tôi nói thế thì cô phải hiểu chứ. Chúng ta không yêu nhau được, tôi và cô không hợp nhau. Anh quyết định đúng đắn lắm. Mày im đi. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, tôi đã thấy là chị không có điểm gì xứng đáng với anh tôi rồi. Chưa thấy á? Thì bây giờ mày sẽ thấy. Anh, bây giờ anh muốn chia tay đúng không? Tôi không hiểu ý cô. Anh biết anh ở vị trí như ngày hôm nay là do bố của em nâng lên đúng không? Đúng, cô nói đúng. Tôi chưa bao giờ quên và không dám phủ nhận công lao của bố cô. Vậy thì nếu mà chia tay, bố em nâng anh lên được thì cũng hạ anh xuống được đấy. Thật đáng buồn, cô suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chỉ biết tiêu tiền. Cô không biết chuyện gì nữa cả. Thông báo cho cô một tin, bây giờ bố cô còn đang phải dựa vào tôi để không bị phá sản. Cô nghe rõ chưa? Này, anh đừng có nói lung tung. Nếu cô đã coi thường anh em tôi đến vậy thì mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây. Và để tôi cho cô thấy. Alo, trợ lý à? Chấm dứt mọi bản hợp đồng với bố cô Linh. Đúng. Không ưu đãi gì cả. Phải. Ngay bây giờ. Này, anh không phải dọa đâu. Alo. Sao ạ? À, anh... Bố cô phải không? Chúng ta không còn gì với nhau cả. Mời cô đi khỏi đây. Em ngồi đi. Cho em gửi hồ sơ ạ. Tôi đấy. Thế trước giờ em đã đi làm ở đâu chưa? Dạ, trước đây em có làm thư ký của công ty tập đoàn Hòa Phát rồi ạ. Nhưng do chuyển chỗ ở, em mới phải xin nghỉ việc ạ. Công ty Hòa Phát là một công ty lớn. Em mà nghỉ thì tiếc nhỉ? Dạ, tại vì ba mẹ em chuyển chỗ ở. Chứ ở đó môi trường làm việc rất tốt. Và em cũng rất được coi trọng. Công ty cũ cũng giúp em trưởng thành hơn rất nhiều ạ. Vậy là rồi. Anh tin tưởng cái sự tuyển dụng của bên công ty Hòa Phát. Em được nhận. Thật ạ? Em cảm ơn anh ạ. Đấy, bây giờ thì em có thể qua bên nhân sự để trao đổi thêm về công việc rõ hơn. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn. Đã bảo không cần vào phỏng vấn mà, cứ bắt anh ở phỏng vấn. Thế vừa lòng em chưa? Cái Thư nó là người có năng lực nên nó không muốn vì tiếng của em mà được vào nhiệm vụ công ty. Người yêu anh sâu sắc quá ấy. Luôn luôn nghĩ người khác như thế này. Cẩn thận, có ngày thiệt đấy cô nương ạ. Kệ, nó là bạn em mà. Phải lại vì nó mà thiệt cũng không sao. Anh nhìn. Đang làm gì đấy? Đang có tài liệu thôi. À, mình bảo này, nếu bây giờ chú Huy là đồng nghiệp mà cậu sẽ kiêm đương chức thư ký giám đốc của mình. Nhất cậu rồi đấy. Còn được giám đốc yêu ái, chú mình chỉ bảo cậu. Sau này khi cậu nhận chức sẽ đảm nhiệm vị trí này của mình. Ơ, thế cậu chuyển bộ phận khác à? Cái này mình không quan tâm đâu. Vì mình thấy nó không hợp, chắc mình sẽ về phòng nhân sự thôi. Mà anh Tùng cứ bắt mình ngồi ở vị trí này. Sau này có cậu, chắc mình có việc suốt. Cậu dám? Tớ sẽ mách anh Tùng
cắp chức cậu cho mà xem. Thưa giám đốc, tệp hồ sơ mà giám đốc cần em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Hạnh bảo em mang vào cho giám đốc duyệt ạ. Mà anh bảo này, lần sau thì cũng đừng gọi anh là giám đốc ạ. Nghe nó xa, cứ gọi là anh với em là được rồi. Dù gì thì em cũng là bạn của Hạnh, mà như thế thì em cũng là bạn của anh thôi. Thôi em cứ để tập hồ sơ ở đây là được rồi. Dạ. Em không sao chứ? Em không sao ạ. Em vô ý quá, em xin lỗi ạ. Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn tí nữa là được. Thôi em cứ đi. Thế em để ở đây ạ. Xin lỗi. Giờ này xin lỗi còn để làm gì nữa. Em đi sang bên đối tác xin lỗi và rút lại hợp đồng đi. Em sơ ý quá. Mà rõ ràng hôm qua em đã xem rất là kỹ, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại sai, làm tổn thất công ty hàng tỷ đồng. Em thất trách quá. Anh chẳng hiểu em làm việc kiểu gì luôn. Này anh nói thật với em nhé, đừng nghĩ anh đưa em đến cái vị trí như thế này rồi là em lại coi thường công việc. Em xem lại hậu quả mình gây ra đi. Em... Thôi, anh không muốn nhìn mặt em bây giờ nữa. Em đi ra ngoài đi. Thấy anh với Hạnh đi ký hợp đồng về, mà sao mặt hai người căng quá vậy ạ? Anh uống chút cà phê cho hạ hỏa đi ạ. Anh đang điên hết cả lên này. Không hiểu cái Hạnh nó làm việc kiểu gì, nhập sai số và hợp đồng, khiến công ty mình phải chi tận 3 tỷ cho bên đối tác. Đã không lời lại còn mất tiền oan. Rõ rồi là... Em nhớ bản hợp đồng đó có hơn 300 triệu. Sao giờ lại thành 3 tỷ được ạ? Thì đấy, cô ta ghi thành 3 tỷ. Lúc ký xong thì anh mới nhận được ra. Ký thì cũng đã ký rồi, bây giờ mà hủy hợp đồng lại phải đền gấp đôi. Hay là đó là một âm mưu? Lần trước em nhớ có lần em thấy Hạnh đi ăn với ông giám đốc bên đó, nghe vẻ thân thiết lắm. Không phải vì em là bạn thân của Hạnh mà em bao che đâu, nhưng đây cũng là tổn thất của công ty, anh cũng cần kiểm tra lại. Còn tìm hiểu gì nữa, đúng một cái thứ lẳng lơ. Cậy quyền tôi ưu ái xong bây giờ lộng hành. Gọi cô ta vào đây. Anh bớt giận, có gì thì từ từ tìm hiểu. Mà bây giờ em chắc chắn là Hạnh cũng sẽ không nhận đâu, anh cũng đã làm gì có bằng chứng. Không lẽ lại khai ra em? Mà em với Hạnh cũng là bạn thân, mà em cũng chỉ vì nghĩ cho công ty, chứ không thì em đã im lặng rồi. Tôi khắc có cách giải quyết. Gọi cô ta ở đây. Dạ, vâng ạ. Anh gọi gì em ạ? Có phải vì em là người yêu tôi nên em định qua mặt tôi cái gì? Sao anh lại nói như vậy? Em yêu anh và cũng vì công ty này. Chuyện lần này là do sơ suất. Anh có thể bỏ qua cho em không? Sơ suất mày muốn? Mà tận 3 tỷ? Sơ suất ít quá nhở? Con số 3 tỷ này thật sự em không biết.
Còn em là người soạn, em sẽ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm? Em nghĩ mình có thể bồi thường là sao? Nếu không được thì em xin nghỉ việc. Đấy, đấy, nói đầu thì lại nói đuôi. Rõ ràng em đang che giấu tôi một cái gì đấy, nên vừa gặp chuyện cái thì em lại đòi xin nghỉ việc luôn. Em cứ nghĩ nghỉ việc là xong à? Thế bây giờ anh muốn làm thế nào? Em làm việc ở công ty này, em là người thế nào, làm việc ra sao, anh là người hiểu rõ nhất cơ mà. Bây giờ em định đổ lỗi cho tôi vì đã đặt em vào vị trí mà em không hề mong muốn, hay là do tôi ngu đã để em vào vị trí làm thư ký cho tôi để em bây giờ em bán đứng tôi à? Anh quá đáng lắm rồi. Có gì thì nói thẳng ra luôn đi. Thôi, tôi không muốn gặp cô nữa. Cô đi đi. Nói thẳng luôn là cô cũng không cần phải viết giấy xin nghỉ việc đâu. Với cả lương tháng này của cô cũng không có đâu, đừng mong chờ gì cả. Đi đi. Anh. Em. Em đứng đây đợi anh. Anh đi một lát rồi quay lại ngay nhá. Còn bây giờ, tôi đi được chưa? Đi đâu? Mà mày nhục à? Đối diện với người cao sang ra mà cũng phải nhục à? À, mà cũng phải thôi. Cái bản hợp đồng của mày nhờ có tao sửa mà mày mới có cái ngày hôm nay. Tao còn đi giao rêu thêm mày cặp với ông giám đốc bên đó. Mà mày đâu biết được là tao là người ôm trọn cái khoảng trống hơn 3 tỷ đó không? Mày còn non và xanh lắm. Dừng lại. Anh. Ừ. Cô, tôi không ngờ cô là người như vậy. Em. Tôi không chấp nhận được. Cút đi rồi. Đây là cái giá cậu phải trả cho những gì cậu gây ra. Đừng bao giờ nghĩ mình giỏi mà khinh thường người khác. Cút đi đi. Em, anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em. Ta sẽ quay lại. Em xin lỗi, em không thể.